chiêng là tài sản vô giá. Âm nhạc cồng chiêng không chỉ là tài sản giá trị về nghệ thuật đã từ lâu được khẳng định trong đời sống xã hội, mà là kết tinh của hồn thiêng sông núi qua bao thế hệ. Cồng chiêng không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất cũng như giá trị đơn thuần, mà nó còn là tiếng nói của con người và của thần linh theo quan niệm vạn vật hữu linh. Kính thưa quý vị, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận vào ngày 25 tháng 11 năm 2005 là kiệt tác truyền khẩu di sản phi vật thể của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của các dân tộc Tây Nguyên, mà cồng chiêng còn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào dân tộc Tây Nguyên nói chung, đồng bào Serai, Bana trên địa bàn huyện Chư Bả nói riêng. Chính vì vậy, tại tuần lễ Hoa Dạ Quỳ Núi Lửa Chư Đăng Gia năm 2022 của chúng ta ngày hôm nay, chắc chắn quý vị sẽ được thưởng thức phần trình diễn cồng chiêng rất độc đáo và chiêm ngưỡng những điệu múa xoang rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, sâu lắng và đắm say lòng người do các nghệ nhân của các xã, thị trấn trên địa bàn sẽ mang đến cho du khách trong lễ hội ngày hôm nay. Các bạn đang được theo dõi phần trình diễn cồng chiêng của đoàn nghệ nhân xã Hà Tây, một phần trình diễn rất độc đáo với những hình ảnh rất độc đáo và ngộ nghĩnh. Và sau khi phần trình diễn kết thúc thì du khách của chúng ta cũng có thể tham gia hòa mình vào những điệu xoang để cùng lưu giữ lại những dấu ấn, những kỷ niệm đẹp về lễ hội lần này. Nói cồng chiêng mang lại sự thiêng liêng vào cuộc sống, khiến con người cảm thấy được sống trong không gian thanh cao, tâm hồn huyền ảo. Tiếng cồng chiêng Tây Nguyên hòa nhịp âm vang, gợi cho người nghe như thấy được cả không gian săn bắn, không gian làm nương rẫy, không gian lễ hội của cả vùng Tây Nguyên. Không chỉ có vậy, cồng chiêng còn đem đến đời sống của các dân tộc Tây Nguyên sự lãng mạn. Đó chính là nguồn gốc của những áng sử thi, thơ ca đi vào lòng người.